Từ ngày 9 tháng 11, đường vành đai 2 trên cao, đoạn ngã tư Vọng, ngã tư Sở do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã chính thức được thông xe. Sau khi đưa vào khai thác, đường vành đai 2 trên cao được kỳ vọng sẽ giúp giao thông khu vực đường Trường Chinh, đặc biệt tại nút giao thông ngã tư Sở được giảm tải với hệ thống giao thông 2 tầng. Tuy nhiên, dù đã thông xe nhưng vấn nạn ùn tắc giao thông vẫn xảy ra vào giờ cao điểm ở đoạn đường này khiến nhiều người thất vọng. Theo phân luồng giao thông trên tuyến đường vành đai 2 trên cao, chỉ xe ô tô được phép lưu thông, còn các phương tiện khác như xe mô tô, xe gắn máy hay xe thô sơ và người đi bộ hoàn toàn bị cấm. Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, hai đầu đường vành đai 2 trên cao, đầu ngã tư Sở và ngã tư Vọng đã được thiết kế giải phân cách an toàn với biển mũi tên chỉ hướng phản quang và có lực lượng chức năng điều phối, hướng dẫn lái xe đi đúng phần đường quy định trong giờ cao điểm. Theo ghi nhận, cầu vượt đã được thông, nhiều ô tô đã chủ động lưu thông trên đường đi trên cao để tránh ùn tắc giao thông tại đường dưới thấp. Tuy nhiên, số lượng phương tiện di chuyển trên đường vành đai 2 trên cao vẫn tương đối ít do nhiều người chưa quen đường. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra tại khu vực ngã tư Sở, hàng dài phương tiện nối đuôi, di chuyển khó khăn theo hướng từ Tây Sơn đi Nguyễn Trãi, từ Trường Chinh đi đường Láng và ngược lại. Ở chiều từ Nguyễn Trãi rẽ phải đi Trường Chinh, các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Ở hai bên đường, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, xe máy tràn lan khiến người đi bộ không còn chỗ di chuyển. Đặc biệt, vào giờ cao điểm 17 giờ, tình trạng ùn ứ kéo dài phía dưới đường Trường Chinh vẫn xảy ra như khi chưa thông đường trên cao. Theo phản ánh của một số người dân hai bên đường và người đi đường, việc cho phép phương tiện lưu thông ở trên cao và phân luồng giao thông theo hướng mới chưa phát huy hiệu quả, thậm chí còn khiến tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn vào giờ cao điểm. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam cho biết, tính đến sáng 10 tháng 11 đã có đến hơn 70% ô tô lưu thông theo hướng ngã tư Vọng, ngã tư Sở và ngược lại, đi trên đường trên cao để di chuyển. Thậm chí, nhiều xe chỉ có lịch trình đi từ ngã tư Vọng đến nút giao Tôn Thất Tùng nhưng cũng đi lên đường trên cao về ngã tư Sở, sau đó mới quay đầu lại nút giao này. Như vậy, lượng xe đi trên đường trên cao đông cộng với việc lưu thông không bị điều tiết bởi đèn tín hiệu như đường Trường Chinh trước đó đã khiến lượng xe đổ về hai nút tăng đột biến, khiến các nút giao này trong hai ngày qua trở nên quá tải và ùn tắc. Vào chiều ngày 10 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan gồm Công an thành phố Hà Nội, Ban Giao thông và Đầu tư. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan ra soát phương án thi công, tổ chức giao thông và phải có giải pháp hiệu quả cho thực trạng trên. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã thống nhất sẽ cử lực lượng túc trực thường xuyên để điều tiết, hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm. Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện nay, thời gian phương tiện từ đường Trường Chinh, vành đai 2 chờ đèn đỏ để đi sang đường Láng, Nguyễn Trãi là 70 giây. Cảnh sát giao thông cần phải tính toán lại theo hướng ưu tiên hơn cho dòng phương tiện đi từ vành đai 2 qua nút. Với nhà đầu tư, ông Cường đề nghị phạm vi dự án tại nút giao ngã tư Vọng cần phải thu hẹp lại ở phía Đại La, Minh Khai để ưu tiên cho các dòng phương tiện từ đường trên cao xuống nút giao.